Xóm Cầu Bình 1 và Cầu Bình 2 là hai trong những địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc Sán Chay sinh sống lâu đời của xã Vô Chanh. Và những thành viên chủ chốt của câu lạc bộ tắc xình xã cũng là từ hai nhóm này. Từ bao đời, người Sán Chay nơi đây đã gìn giữ, bảo tồn và trân trọng những giá trị bản sắc riêng có của dân tộc mình. Cái điệu múa tắc xình là văn hóa phi vật thể. Tôi thấy rất tự hào bởi vì mình là người con của cái dân tộc này và từ đó là tâm niệm của tôi. Nó luôn sâu khắc là mình phải duy trì và bảo tồn để cho cái chương trình và cái tiết mục lễ hội, cái điệu nhảy cầu múa tắc xình của chúng tôi không mai một. Không chỉ còn lưu giữ, truyền dạy, biểu diễn các điệu nhảy tắc xình mà các thành viên trong câu lạc bộ còn nắm giữ cách thức, bí quyết để làm nên các loại nhạc cụ trong điệu nhảy truyền thống, nhiệt huyết giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Cũng là 61, 62 tuổi rồi, còn nhớ được một số những cái vấn đề. Còn như truyền bá các cháu lại này, bây giờ thế hệ các cháu này là cứ phải ôn lại, huấn luyện cho các bạn trẻ thiếu nhi đang đi học đó. Cũng thành một đội bây giờ là các cháu lớn thì hoặc nghỉ phổ thông các cháu đi vào công ty, thành ra là tôi phải lại phải tính nước xoay là tìm những nghệ nhân trung trung tuổi ở nhà làm, không có mỗi khi là mình lại không có các nghệ nhân để mà biểu diễn chương trình. Hiện câu lạc bộ có hơn 20 thành viên thường xuyên tập luyện, sinh hoạt, đi biểu diễn giao lưu. Sự mộc mạc nhiệt huyết trong việc gìn giữ nguyên vẹn bản sắc của điệu nhảy cùng sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương đã tạo nên giá trị độc đáo, ấn tượng của điệu nhảy tắc xình ở Vô Chanh. Đối với chính quyền địa phương thì cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cái việc bảo tồn nét đẹp truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Chay, đồng thời là đưa các nội dung công tác bảo tồn vào trong nghị quyết của Đảng bộ, thế rồi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của xã. Bên cạnh đó thì địa phương cũng đã phối hợp với lại phòng văn hóa thông tin và trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông của huyện để tổ chức các cái chương trình tập huấn, rồi là hướng dẫn truyền dạy lại các cái điệu nhảy tắc xình cho các hạt nhân đội văn nghệ của trong câu lạc bộ. Và đồng thời là được sự tạo điều kiện của phòng văn hóa cũng như trung tâm văn hóa của huyện thì các thành viên câu lạc bộ thì đã được đi biểu diễn quảng bá nét đẹp văn hóa tại các nơi trong và ngoài tỉnh. Tắc xình, thứ âm thanh mộc mạc đơn giản, nguyên sơ mà cuốn hút, giặt dìu vấn vương, mời gọi du khách về với Vô Chanh Phú Lương để trân trọng và yêu hơn những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Sán Chay nơi đây.